ngày trong quân ngũ ở Kiên Giang, ngoài chuyện tôi luyện kỹ năng chịu thương, chịu khó, còn giúp anh nhận biết nhiều loài cây dại và vị thuốc quý của tự nhiên. Thế nên, kết quả của chuyến về vùng biển đầy cát và gió là hình ảnh của loài cây có tên gọi sa sâm, cứ khiến anh mất ăn, mất ngủ. Đất nước Việt Nam chúng ta có 12% dược liệu của thế giới. Một cái câu nói cực kỳ làm chúng ta cảm thấy đau xót trong lòng đó là người Việt Nam chết trên đống thuốc. Nhưng mà người Việt Nam hiện nay để sản xuất 20% cái dược liệu, cái sản phẩm để bảo vệ sức khỏe thì chúng ta nhập tới 78% cái dược liệu để sản xuất. Câu chuyện là chúng ta có 12% cái dược liệu nhưng mà chúng ta chỉ có trên một số các chủng loài mà chúng ta phải tận thu và chúng ta không có những cái vùng dược liệu. Tôi rất là trăn trở. Mang trăn trở về lại Bến Tre, anh Dũng quyết tâm tìm hiểu về những giá trị ẩn chứa trong loài cây dại này. Qua nghiên cứu và nhờ bạn bè là giảng viên tại trường Đại học Bách Khoa, Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, anh thấy trên thế giới chưa có quốc gia nào phát triển cây sa sâm, dù một số nước như Nhật Bản, Bangladesh, Ấn Độ đã tìm hiểu trước đó. Nghiên cứu năm 2002 của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy đây là một trong 77 loài thảo dược có chứa các chất chống oxy hóa cao nhất ở nước ta. Người ta gọi là sâm, sâm biển. Thì chúng ta nghĩ rằng cái sâm biển thì nó đã gọi là sâm thì chắc chắn là nó có sẽ có một cái gì đó nó tốt. Thì mình mới nghĩ rằng mình trồng thử nó như thế nào. Và tôi bắt đầu tôi lựa chọn là bởi vì thứ nhất là những cái điều kiện về cái phát triển du lịch, muốn có một cái sản phẩm thêm. Thứ hai nữa là bản chất nó một loài sâm thì chắc chắn nó có cái gì đó quý. Và cái thứ hai nữa câu chuyện là mình phải làm gì đó khác. Vùng ven biển thành phố mùa này liên tục có những cơn mưa dai dẳng. Đây cũng là vùng đất khó đối với sản xuất nông nghiệp, vốn chỉ dựa vào xoài, khoai mì, củ sắn và thủy sản, nhưng thiếu tính bền vững. Thế rồi sự xuất hiện của một khu vườn rộng 1,5 hectare vào năm 2017, nói đúng hơn là một bãi cát bằng phẳng, chính là điều lạ đối với bà con nơi đây. Càng lạ hơn khi câu chuyện một cựu chiến binh, cũng là ông chủ gara lớn ở thành phố Bến Tre về đây khởi nghiệp với loài rau dại mọc đầy ven biển được lan truyền. Bỏ ngoài tai những tên gọi cho sự khác người, anh Dũng vẫn miệt mài với những thực nghiệm. Hàng ngày là mình phải có mặt. Có bữa là nhiều khi có những bữa mình bận một công việc gì đó mà mình không xuống một hai bữa. Ví dụ như có mùa mưa này, năm rồi đi, mình đã mưa năm rồi. Thì gặp cái trận mưa dầm là xuống là coi như là nó tiêu hết. Nó tiêu hết. Hay là lại là phải tiếp tục trồng lại. Còn riêng như mùa nắng á, thì có những lúc mình nắng mà bắt đầu nắng mà gió, nắng là trong vòng 3-2 tiếng đồng hồ là cát là nó khô hết. Mà nắng bắt đầu gió nó thổi, cát nó bay, cũng lòi gốc lên, nó cũng chết. Phải mất hơn 400 lần thực nghiệm, quy trình trồng sa sâm mới đúc kết. Cát vàng cũng nhờ thế được phủ xanh. Đó là màu xanh của sức sống, của hy vọng và thành công. Kiểm nghiệm cho thấy lá cây sa sâm chứa flavonoid, saponin, tamin và steroid. Đặc biệt, hàm lượng saponin rất cao, từ 1,7% trong thiên nhiên, đến nay hàm lượng thu xuất toàn phần đã lên 10,8-12,54% tùy theo thời điểm. Hàm lượng polyphenol đạt 209,9mg/g, muối vô cơ 135,9mg/g. Đây là những hợp chất rất quý để sản xuất ra các loại thuốc chống oxy hóa, đái tháo đường, bảo vệ gan, chống viêm, giảm đau, vân vân. Từ đây, anh tiếp tục phối hợp với chuyên gia của các trường đại học, nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm giá trị gia tăng từ sa sâm như bột uống, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng. Mọi người luôn nghĩ rằng nông nghiệp, công nghệ cao sẽ có thể thay đổi những vùng đất. Nhưng thật sự những vùng đất khó khăn thì nông nghiệp, công nghệ cao cũng không phải là câu chuyện đơn giản. Mà câu chuyện làm sao chúng ta phải làm nông nghiệp giá trị cao. Nông nghiệp giá trị cao đó là những tài nguyên dược liệu. Mà những tài nguyên dược liệu đó với 12% nguồn dược liệu của thế giới mà chúng ta đang sở hữu, mà chiếm hữu. Nếu chúng ta làm đúng và chúng ta nhân rộng nghiên cứu, nhân rộng mô hình chúng ta trồng, thì chúng ta không những phục vụ trong nhu cầu trong nước mà chúng ta còn xuất khẩu ra thế giới. Đây là một cái dự án khởi nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp. Thì tỉnh hiện đang có cái chính sách đối với cái việc phát triển doanh nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp cũng như là chính sách đối với khởi nghiệp, thì chúng tôi đề nghị nhóm dự án chúng ta nghiên cứu các chính sách này. Và về phía cái hội đồng tư vấn khởi nghiệp của tỉnh thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ
những cái điều kiện trong cái chính sách của tỉnh cũng như các cái điều kiện khác để doanh nghiệp sớm đưa sản phẩm ra thị trường và sẽ phát triển mạnh hơn, thành công hơn trong thời gian sắp tới. Thời gian vừa qua thì công ty cũng đã nghiên cứu xây dựng cái quy trình sản xuất ra 8 cái sản phẩm. Và hiện nay 8 sản phẩm cũng đang thương mại hóa trên thị trường. Thì góc độ ngành khoa học công nghệ, tôi cũng đánh giá cao đối với công ty đã có nhiều cái nghiên cứu từ cái quy trình canh tác, nghiên cứu vùng trồng đến là nghiên cứu các cái sản phẩm, sản xuất ra các cái sản phẩm để bán trên thị trường. Lúc đầu thì tôi không nghĩ bao nhiêu vậy đâu. Tôi nghĩ tầm chừng 2 tỷ, dữ lắm chừng 5 tỷ. Nhưng mà thật ra tới giờ này tôi bỏ vào đây với số tiền, nếu mà tiền mặt thì chắc cũng trên 50 tỷ. Nhưng mà nếu nói mà tiền thì tôi cũng hốt tiền mặt để như vậy. Bởi vì đối với doanh nghiệp mà nghiên cứu thế này thì ngân hàng họ không có cho vay. Còn có hiệu quả không có cho vay. Thế thì buộc là mình phải bán tài sản. Thì những cái tài sản mà tôi mà để nếu mai mà còn thì giá cũng phải trên 150 tỷ. Với người bình thường, 150 tỷ đồng là tài sản rất lớn. Nhưng với anh Phù Tường Nguyên Dũng, đó chỉ là những con số để đo đếm hành trình đi tìm giá trị cho một loài dược liệu. Ở đó có những câu chuyện ẩn chứa bên trong về sự thành công. Nghiên cứu của chúng tôi được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế. Như dự án của chúng tôi là cũng là một cái dự án khởi nghiệp là đoạt giải Á quân quốc gia năm 2018. Bản thân doanh nghiệp cũng công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ. Và câu chuyện của chúng tôi không phải là câu chuyện thành công của Sa Sâm Việt, mà chúng tôi mong muốn cái thành công của Sa Sâm Việt đó là một cái vết dầu loang để cùng với mọi người và mọi người khát vọng và đam mê cùng nhau nghiên cứu thêm nhiều loại dược liệu nữa. Chúng ta trồng dược liệu với tư cách là trồng cái nông nghiệp giá trị cao. Tháng 6 năm 2020, hội thảo báo cáo nghiên cứu khoa học với chủ đề cây Sa Sâm Việt, dược liệu quý Việt Nam được Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển Ứng dụng Tài nguyên Dược liệu Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn cho thành công của quá trình nghiên cứu nhằm nâng cao vị thế của cây Sa Sâm Việt, loại thảo dược quý được trồng tại vùng đất Cát Biển, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre, đồng thời góp phần nâng tầm giá trị dược liệu của Việt Nam. Để nâng cao cái vị thế của cây Sa Sâm Việt thì phải có cái quan hệ gắn bó, liên kết giữa là cái nhà sản xuất cái dược liệu này, tức là doanh nghiệp, với lại những người trồng ra các cái cây dược liệu này và có các nhà khoa học liên kết chặt chẽ, để một mặt là anh có được cái nguồn dược liệu phong phú, làm được như vậy thì là nó có giá trị trong trước mắt cũng như trong thời gian sau này thì mình sẽ phát triển dần lên. Chính phủ cũng có những chính sách ưu đãi đối với lại cái việc là nuôi trồng dược liệu ở Việt Nam mình. Thì nếu như Sa Sâm Việt là một loại dược liệu quý thì chắc chắn là chính phủ cũng coi như là liệt nó vào danh sách những cái cây quý như thế để có cái cơ chế chính sách để mà ưu đãi cho cái sự phát triển. Ví dụ như là những cái người mà nuôi trồng phát triển nó thì là có cái ưu đãi như thế nào để giúp cho người ta có những thuận lợi trong sự phát triển. Thì hai cái này nó phải song song với nhau. Ở vùng Cát Biển Thành Phú, giờ những nông dân đã phần nào hiểu được giá trị của loài cây dại và họ tin rằng trong tương lai không xa, Sa Sâm sẽ là loài cây giúp họ làm giàu nhờ liên kết. Hiện giá một ký sâm biển tươi chỉ khoảng 40 đến 50 ngàn đồng, nhưng với quy trình trồng sạch, an toàn thì gấp 3-4 lần. Đầu ra thì cũng có công ty cũng mở ra trồng mới dân mới làm được, chứ còn chung người đó giờ bán vòng vòng sớm không chứ đâu được bán nhiều. Cái cây Sa Sâm này là cái cây tự nhiên mình đem về đây mình trồng, nhưng mà mình làm theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp, có nghĩa là mình sẽ sử dụng phân hữu cơ như phân chuồng, phân quay mục đồ đó để mình bón vô trong cây thôi. Cái hướng của tôi thì không phải là trồng này không, mà chúng tôi muốn biến khu này trở thành một cái vùng bản địa, tức là một cái làng sâm Việt, và người dân có đất, người dân thì có công sức, và chúng tôi sẽ cung cấp giống, kỹ thuật, và chúng tôi thu lại và chúng tôi sản xuất đưa ra thị trường. Câu chuyện của người dân bây giờ là thấy, nghe mà sờ được người ta mới tin.